Xin chào các bạn. Trong phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn áp dụng hiệu ứng effect cho đối tượng giới thiệu các cái hiệu ứng ở bên trong menu effect như chúng ta đang thấy trên đây. Trước hết, nhóm hiệu ứng effect dùng để thay đổi các hình thức cho đối tượng mà không cần thay đổi chính xác đối tượng đó. Ví dụ như chúng ta có thể áp dụng các hiệu ứng bóp méo, biến đổi, tạo outline hay tạo khối 3D, tạo sự sao chép, vân vân mà không cần thay đổi kích thước, điểm neo, hình shape góc của đối tượng. Và mục đích của nhóm hiệu ứng này là để mang lại khả năng thay đổi tư duy sáng tạo và thay đổi các tác phẩm. Chúng ta có thể áp dụng hoặc xóa bỏ hiệu ứng mà không ảnh hưởng tới các hiệu ứng khác đã được áp dụng với đối tượng. Để kích hoạt cũng như là để thao tác với các cái hiệu ứng bên trong Illustrator này thì các bạn click vào Effect trên menu. Chúng ta sẽ thấy một loạt các hiệu ứng bên trong này. Trong các hiệu ứng ở phần menu này, các bạn sẽ thấy có rất nhiều các hiệu ứng và đầu tiên đó chính là nhóm hiệu ứng 3D dùng để tạo ra các đối tượng có đủ chiều dài, chiều rộng, chiều sâu hay còn gọi là các khối hình 3 chiều. Trong đó có một số các hiệu ứng sau. Thứ nhất, hiệu ứng đầu tiên là hiệu ứng dùng để tạo khối và vát cạnh cho đối tượng. Hiệu ứng thứ hai là hiệu ứng Revolve dùng để tiện tròn hình dạng tiết diện cho đối tượng. Và Rotate dùng để tạo hiệu ứng xoay đổi đối tượng dạng phối cảnh. Một số ví dụ với thao tác của nhóm đối tượng 3D. Đầu tiên với hiệu ứng tạo khối và vát cạnh cho đối tượng thì chúng ta sẽ tạo ra một hình vuông bất kỳ để làm mẫu thử. Ví dụ tôi sẽ đổi sang màu xanh. Với hình vuông này, chúng ta có thể tạo ra các hiệu ứng như sau. Thứ nhất, khi chọn đối tượng, các bạn click vào Effect, sau đó vào 3D và vào Extrude and Bevel. Bên trong hộp thoại này sẽ có các thông số sau. Thứ nhất, đây là góc xoay theo trục ngang của đối tượng. Đây là góc xoay theo trục dọc của đối tượng. Đây là góc xoay theo tâm giữa của hình. Các bạn có thể đánh thông số vào đây hoặc chúng ta sẽ xoay chuyển trực tiếp vào đối tượng như thế này. Nghĩa là chúng ta sẽ đặt trỏ chuột vào hình hiển thị của nó, hiển thị tư thế của hình, sau đó chúng ta di chuyển và xoay trực tiếp đến góc mà chúng ta muốn. Bên dưới này chính là độ dày của khối. Thông thường nó để mặc định là 50 point. Cap ở đây là độ đặc rỗng của đối tượng của khối. Bên dưới này, bevel này, đó là hiệu ứng cạnh của đối tượng. Trong này có rất nhiều các hiệu ứng khác nhau, chúng ta có thể lựa chọn tùy ý. Bên dưới này, đó là bề mặt chất liệu của đối tượng. Chúng ta click vào preview để xem trước kết quả. Ví dụ như này. Với khối hình này, các bạn có thể xoay chuyển vị trí. Trong quá trình xoay chuyển, các bạn sẽ thấy nó hiển thị ngay các thông số độ ở phía bên phải, ở cột bên phải của chúng ta. Bên dưới này là độ dày, các bạn có thể tăng giảm. Ví dụ bây giờ tôi sẽ tăng lên là 100 point chẳng hạn. Preview nên các bạn sẽ thấy khối của chúng ta dài hơn rất nhiều đúng không ạ? Cho nên tùy mục đích mà chúng ta sẽ để khối dày mỏng khoảng bao nhiêu đấy thì tùy ý chúng ta. Bây giờ tôi sẽ để là 50 point thôi theo mặc định. Cap ở đây là độ đặc rỗng của đối tượng thì chúng ta có thể lựa chọn chế độ đặc hoặc là chế độ rỗng. Các bạn click vào các bạn sẽ thấy preview lên để xem trước. Các bạn sẽ thấy khối hình của chúng ta lúc này nó đã trở lên gì đấy ạ? Nó đã trở nên là hình rỗng thay vì hình đặc như lúc đầu đây. Đây chính là hình đặc. Còn bây giờ là hình rỗng. Bên dưới này, bevel này là hiệu ứng về cạnh cho đối tượng. Bình thường nó sẽ mặc định là none, nghĩa là không có gì cả, nghĩa là hình phẳng. Các bạn có thể click vào để chúng ta xem thử, ví dụ như chế độ classic. Cạnh sẽ bị vát ở phía đầu trên và đầu dưới của đối tượng. Bên trong này chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ dày mỏng của cái vát cạnh này. Các bạn có thể điều chỉnh đây. Chúng ta nhìn kỹ cái hình view ở bên trái, hình hiển thị trước của đối tượng bên trái các bạn sẽ thấy. Hoặc chúng ta có thể thay đổi tiết diện cho nó. Ví dụ như là dạng tiết diện độ vát sẽ ăn ra ngoài hoặc độ vát sẽ ăn vào trong. Bên dưới này, ví dụ một số các lệnh khác nữa là complex chẳng hạn, các bạn sẽ thấy tiết diện của chúng ta thay đổi, nó trở thành hình bị cắt vát một phần. Đó. Hoặc là vát chéo có một chút tiện tròn chẳng hạn như này. Các bạn có thể thay đổi tùy ý ở bên dưới này. Với các dạng đường cạnh, vát cạnh khác nhau. Ví dụ như thế. Bây giờ tôi sẽ để trở về chế độ mặc định. Bên dưới này, Surface đó là chất liệu của đối tượng. Thông thường nó sẽ là để dạng Plastic Shading.
Ví dụ như bây giờ chúng ta chuyển sang chế độ này, các bạn sẽ thấy cái độ bóng của nó rõ hơn. Chúng ta để các chế độ, một số chế độ bề mặt, no shading, không, hoặc là wireframe, đó là chế độ chỉ bao gồm phần khung của đối tượng mà không hề có bề mặt chất liệu. Thế, tuy nhiên là bình thường mặc định chúng ta sẽ để plastic shading như này. Chúng ta cũng có thể click thêm vào phần more option này để xuất hiện thêm một số các thông số khác nữa, và chúng ta có thể thay đổi thêm, chẳng hạn như là chúng ta sẽ điều chỉnh ánh sáng của đối tượng, ví dụ như này chẳng hạn, độ sáng tối, độ phản quang của đối tượng, hoặc là thay đổi sáng tối của đối tượng. Thông số càng giảm thì độ tương phản sáng tối của đối tượng càng mạnh, còn thông số càng cao thì độ tương phản càng yếu. Bên dưới này là độ sáng của phản quang. Các bạn sẽ thấy cái vùng sáng ở phía đầu này, nó sẽ sáng mạnh nếu như chúng ta kéo căng lên, hoặc là nó sẽ sáng yếu đi nếu như chúng ta kéo thông số giảm xuống. Tiếp theo là highlight, kích cỡ của cái highlight này. Nếu như mà chúng ta để chế độ cao thì highlight nó sẽ mạnh lên đây. Đó, nó sẽ to. Còn chúng ta giảm đi thì highlight nó cũng sẽ yếu hơn. Đồng thời độ biến dạng của hình cũng có một chút thay đổi. Chúng ta cứ để theo thông số mặc định. Bên dưới này là các bước blend. Bình thường mặc định nó sẽ là để 25, hoặc là có một số sẽ thay đổi thông số tùy theo đối tượng. Tuy nhiên chúng ta càng kéo căng thì độ mịn của đối tượng càng cao, bởi vì các bước blend nó càng nhiều. Còn chúng ta giảm thì độ mịn của hình nó ít đi, bởi vì là các bước chuyển đổi hay là các bước gián tiếp nó ít đi. Tuy nhiên chúng ta có thể thay đổi tùy ý chúng ta muốn. Bên trái này các bạn sẽ thấy hình hiển thị độ sáng hay gọi là cái bóng của đối tượng này, các bạn có thể thay đổi. Chúng ta có thể thêm bóng cho đối tượng bằng cách là thêm quầng sáng vào đây chẳng hạn, ví dụ như này. Đó. Và các bạn nghĩ là chúng ta sẽ có hai hướng ánh sáng, và chúng ta có thể tăng giảm cái hướng ánh sáng này, di chuyển ánh sáng ở phía trên của đối tượng, ví dụ như này. Chúng ta có thể click cái nút này để tạo độ phản quang cho đối tượng chẳng hạn, nghĩa là bóng phản quang của đối tượng sẽ xuất hiện cái bóng phản quang này. Nếu như không thích thì chúng ta sẽ click chọn cái bóng đấy và chúng ta click vào nút delete line. Sau khi thao tác xong, các bạn sẽ click vào nút fewer option để ẩn bớt các cái lệnh trong đối tượng này đi, hoặc là bây giờ chúng ta sẽ thay đổi trở về chế độ none bình thường. Sau khi thao tác xong, các bạn sẽ click nút ok. Như vậy là chúng ta đã tạo được một đối tượng, hoặc là chúng ta đã trải nghiệm các cái cách tạo khối và vát cạnh cho đối tượng khác nhau. Và ở đây đầu tiên đó là chế độ khối vuông đơn giản. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra khối này nhưng ở dạng chế độ rỗng. Các bạn tiếp tục click vào nút Effect 3D Extrude Believer này. Và chúng ta sẽ thay đổi đối tượng này nhé, vát cạnh, và để chế độ rỗng Preview lên, hoặc là chế độ, tôi để chế độ năn hình rỗng. Hoặc là đối tượng này của chúng ta muốn tạo hình rỗng nó hiệu quả hơn thì đó là chúng ta sẽ tạo hình trung tâm Ctrl C, Ctrl F, thu nhỏ đối tượng lại, sau đó chúng ta click vào đây, chúng ta lọng hình đi thì hiệu quả sẽ cao hơn là để thế kia, bởi vì thế kia hình rất là mảnh. Effect 3D Extrude Preview này, chúng ta thay đổi hình Preview lên. Đó, các bạn sẽ thấy hình của chúng ta có độ dày đẹp hơn rồi đúng không ạ? Đẹp hơn vừa nãy, bởi vừa nãy nó mảnh quá. Và chúng ta có thể thay đổi cái bề mặt của nó, ví dụ như thế này. Ok. Như vậy là chúng ta đã trải nghiệm với hiệu ứng 3D, tạo khối 3D cho đối tượng. Đây chính là tạo hiệu ứng khối và vát cạnh cho đối tượng. Còn bên dưới, lệnh số 2 đó là lệnh Revolve, tạo khối tiện tròn cho đối tượng. Tương tự như vậy, chúng ta cũng có một đối tượng là một hình vuông bất kỳ. Thì các bạn sẽ, tôi sẽ click chuyển đổi sang màu cam để chúng ta thấy sự khác biệt. Chúng ta click chọn đối tượng, sau đó vào Effect, vào 3D và vào Revolve này. Chúng ta sẽ preview lên để xem trước hiệu quả của đối tượng. Các bạn sẽ thấy đối tượng của chúng ta được xoay tròn một góc 360 độ và nó trở thành một khối có tiết diện tròn đúng không ạ?
một khối trụ tròn. Chúng ta cần click More Option để chúng ta tăng số lượng blend lên cho hình của chúng ta cảm giác nó mượt hơn, mịn hơn. Có thể tăng độ sáng lên chẳng hạn, preview lên. Chúng ta sẽ tăng độ tương phản nhé, bằng cách giảm cái thông số này đi, tăng độ tương phản sáng tối một chút nữa. Với đối tượng này chúng ta có thể thêm một chút cái bóng phản quang. Click preview vào đây. Chúng ta sẽ cho tối hơn một xíu để cho cái khối này có cảm giác nó khối trụ tròn hơn. Chúng ta sẽ để cái độ sáng này nó tối đi. Chúng ta có thể thay đổi highlight trong này. Ta sẽ để 100%. Chúng ta sẽ di chuyển cái ánh sáng này lên một chút. Ví dụ như này. Ok, chúng ta sẽ để thử các dạng nhé. Đây các bạn sẽ thấy các bề mặt chất liệu no shading, không có chất liệu. Diffuse Plastic. Ok. Và sau khi chúng ta kết thúc quá trình thì các bạn sẽ click nút OK để tạo khối tiện tròn như này. Tương tự như vậy, ví dụ chúng ta tạo khối như này chẳng hạn. Bởi vì tôi đã click vào cái hiệu ứng này. Đó. Cho nên khi mà tôi vẽ ra đối tượng mới, các bạn sẽ thấy nó áp dụng luôn cái hiệu ứng ban đầu của đối tượng mà tôi đã vừa lựa chọn trước đó. Bây giờ tôi có thể cộng thêm điểm. Pen cộng thêm điểm cho đối tượng. Sau đó tôi dùng chuột trắng A để tôi di chuyển, tôi thay đổi. À, như vậy là cái diện tròn của hình của tôi đã có sự thay đổi đúng không ạ? Để thay đổi hiệu ứng 3D mà chúng ta đã tạo như này thì các bạn sẽ không thể thay đổi trong mục Effect ở trong thanh menu này được ngay, mà chúng ta sẽ click vào cái bảng Appearance này, Appearance, và click vào cái lệnh 3D ở bên dưới này. Các bạn click đúp vào, chúng ta sẽ thấy hiện lên cái bảng 3D Revolve Option này, và chúng ta có thể thay đổi chỉnh sửa. Bạn click Preview lên để xem trước cái hiển thị của đối tượng. Các bạn có thể xoay trái hoặc xoay phải, ví dụ như này. Bây giờ tôi sẽ xoay chuyển sang xoay trái chẳng hạn. Các bạn sẽ thấy hình của chúng ta thay đổi đúng không ạ? Right thì phần lõm sẽ vào trong, còn left thì phần lõm sẽ quay ra ngoài, và lúc này chúng ta sẽ thành cái phần lồi ở giữa, ví dụ như này chẳng hạn. Sau khi xong thì chúng ta click OK. Như vậy là chúng ta đã áp dụng đối tượng với hiệu ứng Revolve trong 3D. Tiếp theo với hiệu ứng này, hiệu ứng Rotate này thì nó rất là đơn giản. Đó là chúng ta có thể vào Effect này, vào 3D và vào Rotate. Các bạn sẽ thấy Preview lên đối tượng của chúng ta. Cái hình vuông vừa rồi chúng ta tạo nó chính là cái mặt ở tiết diện này. Nó sẽ xoay theo tiết diện này. Nếu như bạn xoay cái khối hiển thị này đi đâu thì cái hình vuông mà các bạn vừa tạo nó sẽ xoay tương tự như thế. Các bạn preview lên các bạn sẽ thấy chúng ta xoay sang trái, xoay sang phải, nó chính là hiển thị tiết diện của một mặt nào đấy trên khối. Sau khi xong chúng ta click OK. Tiếp theo nhóm hiệu ứng số 2 đó là nhóm Convert to Shape. Đó là nhóm hiệu ứng dùng để biến đổi các đối tượng về dạng hình bất kỳ nào đó. Ở trong đó thì Rectangular đó là biến đổi đối tượng về dạng hình chữ nhật. Round rectangle đó là biến đổi đối tượng trở về dạng hình chữ nhật có góc bo tròn, và ellipse đó là biến đổi đối tượng trở về dạng hình ellipse mà chúng ta không cần phải thao tác với điểm, với đường nét của đối tượng. Và bên dưới này, lệnh crop mask đó là dùng để đánh dấu vùng chủ quyền của đối tượng. Cụ thể, ví dụ như ở đây, các bạn tôi đã tạo ra một số các đối tượng chẳng hạn. Từ một hình vuông, tôi sẽ thực hiện lệnh convert to shape ellipse, chuyển sang hình ellipse, thì các bạn sẽ thấy chúng ta xuất hiện một hộp thoại. Đồng thời bên trái, đối tượng của chúng ta từ hình vuông đã trở thành một hình tròn, hình ellipse như thế này. Thì trong cái phần bảng option này chúng ta sẽ thấy nó có thông số, thứ nhất đó là định dạng ellipse hoặc là rectangle hoặc là round rectangle, hình vuông có góc tròn và hình ellipse. Bên dưới này size đó là nó sẽ lấn vào trong hoặc là lấn ra ngoài. Bên dưới này là thông số là chiều dài, chiều rộng của hình, và preview để xem trước đối tượng, sau đó chúng ta click OK. Còn bên phải này, từ một hình tròn, tôi sẽ thực hiện cái lệnh Effect Convert to Shape Round Rectangle, biến đổi thành hình chữ nhật có góc bo tròn chẳng hạn. Tương tự như vậy, nó sẽ có thông số về định dạng. Thứ hai đó là lấn vào trong hoặc lấn ra ngoài, chiều rộng và chiều cao của đối tượng. Tiếp theo đó là góc bo, chúng ta có thể tăng giảm góc bo ở đây. Các bạn click mũi tên lên xuống để tăng giảm chẳng hạn.
Ok. Còn bên dưới này crop mark đó là dùng để đánh dấu vùng chủ quyền của đối tượng. Ví dụ như đây khi tôi di chuyển đối tượng này, cái vùng chủ quyền đấy nó sẽ đi theo. Các cái ốc này nó dựa trên chiều rộng và chiều cao của đối tượng. Ví dụ bây giờ tôi sẽ view ruler lên để các bạn thấy, đúng không ạ? Nó dựa trên chiều rộng cũng như là chiều cao của đối tượng để nó đánh dấu các cái con ốc này. Và các cái con ốc này rất hữu ích khi chúng ta dùng để chế bảng in ấn. Đây, các bạn sẽ thấy nó chính là chiều rộng và chiều cao của đối tượng. Và để thao tác tạo ra cái crop mask này thì các bạn chỉ việc lựa chọn đối tượng, sau đó vào effect và crop mask. Các bạn sẽ thấy xuất hiện bốn con ốc như này. Bởi vì khi chúng ta di chuyển như này, các cái crop mask này nó sẽ liên tục đi theo đối tượng, và chúng ta muốn tách cái crop mask này với đối tượng thì chúng ta sẽ vào object và experience. Các bạn sẽ gỡ được chúng ra. Thay vì hiệu ứng nó trở thành đối tượng vector bình thường, sau khi đó chúng ta chỉ việc gỡ bằng Ctrl Shift G là chúng ta tách đối tượng và tách từng cái crop mask này ra được. Nhóm hiệu ứng tiếp theo đó là nhóm hiệu ứng về biến dạng đối tượng Distort and Transform. Thì các bạn sẽ thấy nó tương ứng với công cụ mà chúng ta đã học, đó là công cụ Free Transform và một số các công cụ về biến dạng đối tượng mà chúng ta học ở trong phần nhóm Weave Tool này. Tuy nhiên tôi cũng sẽ giới thiệu lại để các bạn rõ. Thứ nhất đó là hiệu ứng Free Distort này. Bây giờ giả dụ tôi đã có một đối tượng như thế này. Sau đó tôi click vào Effect, vào Distort and Transform và Free Distort này. Chúng ta sẽ xuất hiện bảng để chúng ta thay đổi hiệu ứng của đối tượng, ví dụ như này chẳng hạn. Đó, sau đó tôi click OK. Nếu không thích thì tôi click Reset. Nếu như tôi thay đổi đối tượng rồi, ví dụ như này rồi, thì tôi click OK. Như vậy là đối tượng của tôi đã được áp dụng hiệu ứng biến dạng đối tượng tương tự như cái lệnh chúng ta đã học trong Free Distort Return Form này. Tiếp theo, Pocket and Brush đó là nén, ép hoặc là thổi phồng đối tượng. Ví dụ với một đối tượng chúng ta đã có sẵn đó là hình vuông như này, các bạn vào Effect, vào Pocket and Brush, Preview lên thì chúng ta xem trước hiệu ứng. Pocket đó là nén và đối tượng chúng ta trở nên thì trở thành các góc trái nhọn như này chẳng hạn. Còn nếu như thông số ở dương, Brush đó là đối tượng chúng ta sẽ được thổi phồng đó, mà chúng ta không cần phải thay đổi các điểm neo cũng như là đường path của đối tượng. Sau khi thao tác xong chúng ta sẽ click OK. Tiếp theo với hiệu ứng thứ ba trong nhóm biến dạng đó là hiệu ứng Roshan. Khi lựa chọn đối tượng sẽ xuất hiện bảng Roshan như này. Bên trong này các bạn click Preview lên để xem trước hiệu ứng. Roshan đó là làm cho các đối tượng đường cong trở nên gồ ghề hoặc là đối tượng trở nên bị rách hoặc là bị méo mó phần đường viền cách rất là ngẫu nhiên. Bên trong này option chúng ta có một số các thông số biến dạng. Ví dụ như là size là kích thước biến dạng chẳng hạn. Càng to thì độ biến dạng càng lớn. Bên dưới này thanh detail đó là mật độ của sự biến dạng. Nếu như càng tăng thì càng mau mà càng giảm thì càng thưa. Bây giờ chúng ta mau này và chúng ta tăng size lên chẳng hạn. Các bạn sẽ thấy độ biến dạng lớn hơn. Smooth là làm mềm hơn hoặc là corner là nhọn hơn một chút. Ok. Tiếp theo lệnh tweak. Tweak là hiệu ứng dùng để biến dạng đối tượng một cách rất là ngẫu nhiên. Đây chẳng hạn, chúng ta click vào đây và các bạn preview lên để xem trước đối tượng. Trong các thông số này chúng ta sẽ thấy biến đổi chiều ngang hoặc là biến đổi chiều dọc. Đấy, rất là ngẫu nhiên. In hoặc là out, end to point, vân vân. Nghĩa là chúng ta sẽ khó có thể điều chỉnh được theo ý chúng ta muốn bởi vì đây nó mang tính chất rất là ngẫu nhiên. Đó, chúng ta click OK để hoàn thành hiệu ứng. Tiếp theo với lệnh twist dùng để vặn xoắn đối tượng tương tự như công cụ trên tool này. Chúng ta sẽ click chọn đối tượng này. Sau đó chúng ta vào Effect này, vào Distort and Transform và Twist. Ở đây Preview lên để xem trước và chúng ta sẽ đánh thông số xoay. Ví dụ như bây giờ tôi sẽ xoay 10 độ chẳng hạn. Đấy, xoay 10 độ thì khá là ít đúng không? Bây giờ tôi sẽ xoay khoảng 60 độ, ví dụ như vậy. Hình chúng ta xoay mạnh hơn. Sau khi xong thì chúng ta click OK. Tiếp theo hiệu ứng zig zag này là dùng để biến đổi đối tượng làm cho đối tượng trở nên gồ ghề gần giống như lệnh Roshan. Tuy nhiên là lệnh zig zag này thì nó nằm cho các điểm neo dịch chuyển với các đoạn bằng nhau cân bằng chứ không biến dạng ngẫu nhiên như lệnh Roshan. Chúng ta click vào zig zag, chúng ta xem thử hiệu ứng như nào. Preview lên để xem trước đối tượng, các bạn sẽ thấy từ một hình tròn nó biến đổi thành hình gần như là ngôi sao đúng không ạ? Chúng ta có thể tăng giảm cái hiệu ứng biến dạng này hoặc sẽ tăng số lượng cạnh nhiều hoặc ít cạnh. Đó, ví dụ như này. Smooth là bo tròn, corner là góc nhọn. Sau khi xong thì click OK.
Tương tự như vậy, hiệu ứng zig zag nhưng với một hình chữ nhật có góc bo tròn, hình vuông có góc bo tròn thì hiệu ứng nó sẽ khác một chút so với hình tròn. Chúng ta click OK sau khi hoàn thành hiệu ứng. Các bạn sẽ thấy đối tượng của chúng ta, cái phần đường path màu xanh đây, phần khung xanh nó vẫn là dựa trên hình gốc ban đầu nhưng chỉ khác cái là hình dạng nhìn thì nó đã biến thay đổi, đã có sự thay đổi. Một trong số nhóm hiệu ứng khá là quan trọng mà chúng ta cũng có thể áp dụng ở trong effect trong Illustrator này đó chính là phần styline. Styline trong đây nó có một số các nhóm đối tượng hiệu ứng sau. Thứ nhất đó là nhóm drop down dùng để tạo bóng cho đối tượng, feather dùng để làm mờ từ viền vào trong, inner ground đó là để tạo phát sáng phía bên trong đối tượng, ý là cảm giác như bị chiếu sáng từ bên trong, outer glow đó là dùng để phát sáng từ phía bên ngoài, và rounder corner là dùng để bo tròn các đỉnh nhọn của góc đối tượng trở thành đỉnh tròn tùy theo xác định bán kính góc bo tròn. Scribble đó là biến dạng bề mặt, tưởng tượng như là bức vẽ nguệch ngoạc chẳng hạn. Và phía trên này, rasterize đó là chúng ta để chuyển đổi đối tượng từ vector trở thành thực tính bitmap, nghĩa là sẽ dựa trên các điểm ảnh. Cụ thể, dưới đây là tôi đã thực hiện cái lệnh drop shadow cho đối tượng. Cái này thì tôi đã từng hướng dẫn ở trong bản phần text rồi. Tạo bóng cho đối tượng. Inner ground đó là tạo phát sáng phía bên trong đối tượng. Feather là mờ viền từ bên trong. Ví dụ bây giờ chúng ta click vào effect này, vào styline và feather. A preview lên, nó sẽ có thông số radius là thông số của độ feather này và chúng ta đồng ý chúng ta click OK. Outer glow đó là tạo sự phát sáng từ phía ngoài, nghĩa là cảm giác như tỏa sáng vậy. Chúng ta vào effect, chúng ta vào styline và outer glow. Preview lên để xem trước hiệu ứng và chúng ta có thể thay đổi độ tỏa sáng, phát sáng như này. Ví dụ bây giờ tôi sẽ lựa chọn cái bóng của sáng nó không phải là màu đen nữa mà là màu vàng. Chế độ screen thông thường là chế độ screen, hoặc là bây giờ tôi sẽ đổi sang màu vàng đậm hơn một chút để chúng ta nhìn cho rõ. Đây là độ opacity, độ mờ nhòa và độ blue của cái bóng đấy. Chúng ta có thể tăng cường cái bóng như này chẳng hạn. Và sau khi đồng ý thì chúng ta click OK, còn nếu không chúng ta click cancel. Đây là tôi đã ví dụ để tạo outer cho đối tượng. Tương tự như thế inner glow cũng như vậy. Còn bên dưới này nó là gì? Biến đối tượng có góc bo tròn. Ví dụ như là từ chúng ta vào effect style line router corner. Nó sẽ xuất hiện lên cái bảng thông số cái radius này, cái góc bo tròn này chúng ta có thể đánh vào đây. Hoặc là chúng ta tăng giảm bằng mũi tên lên xuống. Đó. Ví dụ như này. Sau khi xong chúng ta click OK. Tương tự như vậy hình ngôi sao tôi cũng đã áp dụng hiệu ứng radial corner này. Còn scribble đó là sự biến dạng bề mặt như bức vẽ nguệch ngoạc. Với hình ngôi sao này chẳng hạn, đây tôi sẽ vào styline và scribble. Đây sẽ xuất hiện cái bảng thông số. Đó, tôi sẽ để chế độ mặc định chẳng hạn. Trong đây có rất nhiều các cái hiệu ứng khác nhau nữa. Chúng ta cũng có thể thay đổi bên trong này. Đó. Rất nhiều các cách khác nhau, sketch giống như là kiểu vẽ nguệch ngoạc vậy. Chúng ta có thể tạo bề mặt chất liệu cho đối tượng tùy ý, ví dụ như này, trời gió thổi zig zag chẳng hạn. Trời, chúng ta sẽ click OK ví dụ như vậy. Hoặc là với hiệu ứng scribble này chúng ta cũng có thể áp dụng cho chữ như thế này. Tuy nhiên là chúng ta lựa chọn hiệu ứng nào đấy cho nó phù hợp với kiểu chữ của chúng ta. Ví dụ như là capital này, tôi sẽ bởi vì chữ khi chúng ta để chế độ default chẳng hạn nó sẽ bị mất nét, mất hình và sẽ rất khó để đọc chữ, cho nên tôi sẽ thử lựa chọn chế độ type này chẳng hạn. Có cái chế độ type này là hợp lý nhất. OK. Còn hiệu ứng cuối cùng trong cái nhóm này đó là rasterize, đó là chuyển đối tượng trở về thuộc tính bitmap. Các bạn sẽ thấy nó vẫn có đường path, vẫn có điểm neo, thế nhưng mình zoom to lên các bạn sẽ thấy nó giống như là các cái răng cưa và dựa trên cái thuộc tính bitmap đó là các điểm ảnh, các ô vuông ảnh. Đó là hiệu ứng của rasterize bên trong effect này, rasterize đây. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn về nhóm hiệu ứng effect CV filter, hiệu ứng bộ lọc. Các hiệu ứng bộ lọc này đã được tạo sẵn ở trong Illustrator để chúng ta áp dụng cho đối tượng. Có rất nhiều các hiệu ứng khác nhau.
Cụ thể đầu tiên nó là hiệu ứng 1. Khi click chọn vào đối tượng này, Effect Square, các bạn click vào alpha 1 hoặc alpha 4 này, nó sẽ xuất hiện vân giống như kiểu dạng vân mây như này chẳng hạn. Đây là hiệu ứng Reverse Shadow. Đó, vừa nổi khối đối tượng mà đồng thời lại vừa có bóng đổ. Hay là hiệu ứng từ hình tròn đỏ này, áp dụng hiệu ứng Cone Beige số 4 từ trên xuống. Các bạn sẽ thấy đối tượng biến đổi từ hình màu đỏ sang màu đen và có cái đường viền bên ngoài như này. Hay là đối tượng áp dụng hiệu ứng Palette này, biến đổi từ hình tròn trở thành các cái hình hơi hơi bo tròn chẳng hạn. Hoặc là hiệu ứng Gaussian Blue làm tăng độ mờ nhòa về đường viền của đối tượng. Hay là hiệu ứng tạo cảm giác pixel effect này, filter pixel play chẳng hạn, đối tượng biến trở thành pixel. Bên cạnh đó thì một số các hiệu ứng khác đó là shadow, tương tự như là cái shadow ở trong styline này, drop shadow. Tuy nhiên là cái này chúng ta có thể lưu ý đó là gì? Hiệu ứng static này là tạo bề mặt nhám cho đối tượng. Đây. Đó, chúng ta có thể click chọn để tạo bề mặt nhám cho đối tượng, hoặc là đây nữa, two planes hoặc là hood grain để tạo bề mặt cho đối tượng. Ví dụ như này, từ một hình tròn màu đỏ nó trở thành cái hình tròn màu vàng và có vân như này chẳng hạn. Đó là nhóm hiệu ứng SGV filter. Còn cuối cùng trong nhóm filter này của chúng ta, đó là một số các cái hiệu ứng effect gallery, gần giống, các bạn sẽ thấy nó gần giống trong Photoshop, dùng để tạo hiệu ứng bề mặt cho đối tượng. Ví dụ như bây giờ tôi click chọn một đối tượng như thế này, có một đối tượng như này, tôi sẽ chuyển sang màu đỏ chẳng hạn. Các bạn click vào effect gallery, nó sẽ xuất hiện lên một bảng. Bên trong bảng này có tất cả các hiệu ứng ở nhóm phần bên dưới. Đầu tiên thì Artric, đó là nhóm hiệu ứng để tạo như giống như kiểu cọ hoặc là dạng vẽ nghệ thuật. Đó. Tuy nhiên là bởi vì thông thường nó áp dụng với hình ảnh, tuy nhiên là hình lựa chọn của chúng ta nó đang là đường path phẳng đại vuông, cho nên là chúng ta sẽ không cảm thấy sự biến đổi cho lắm. Đấy. Tuy nhiên một số các cái hiệu ứng chúng ta sẽ thấy nó rõ hơn. Nó giống như là một nhóm hiệu ứng ở bên trong Photoshop. Nếu như các bạn đã dùng qua Photoshop rồi, các bạn sẽ thấy nó là giống nhau. Bên dưới này, brush stroke, đó là hiệu ứng dùng để tạo giống như kiểu cọ nghệ thuật hoặc là các nét vẽ. Nhóm bên dưới này, distort, đó là dùng để biến dạng hình học hoặc là tạo các hình dạng khác hoặc bề mặt khác cho đối tượng. Bên dưới này, sketches, đó là nhóm hiệu ứng dùng để tạo các hiệu ứng tương tự như nét vẽ chì hoặc là kiểu ký họa hội họa. Nếu như hình của chúng ta là một hình gì đó nó rõ ràng, hình minh họa, hình vector thì chúng ta sẽ thấy hiệu ứng rõ ràng hơn. Tuy nhiên hiện tại là chúng ta đang thử nghiệm với một hình vuông rất là phẳng, rất là đơn giản, cho nên chúng ta sẽ thấy nó ít hiệu ứng. Tự như này. Styline là hiệu ứng ấn tượng. Tuy nhiên là với hình phẳng thì chúng ta sẽ không thấy gì khác biệt đúng không ạ? Texture đó là dùng để tạo bề mặt chất liệu nhám cho đối tượng. Cái này thì thấy khá là rõ này. Nó dùng để tạo bề mặt chất liệu nhám cho đối tượng. Đó là ví dụ. Nếu như chúng ta đồng ý thì chúng ta sẽ click OK ở đây. Như vậy lấy là từ một hình vuông đỏ phẳng và chúng ta tạo được bề mặt nhám cho đối tượng bằng hiệu ứng texture bên trong phần effect này. Đó. Như vậy là tôi đã giới thiệu qua với các bạn tất cả các nhóm hiệu ứng ở bên trong bảng effect này. Và thông thường chúng ta có thể lưu ý cho mình một số các hiệu ứng đặc biệt, ví dụ như là hiệu ứng tạo khối 3D này, hay là các hiệu ứng styline để tạo định dạng cho đối tượng chẳng hạn, hay là các cái nhóm về tạo bề mặt cho chất liệu cho đối tượng chẳng hạn. Đấy, chúng ta có thể lưu ý và thường xuyên sử dụng. Ví dụ đối với hiệu ứng 3D để ứng dụng trong thiết kế hoặc là trong tạo hình thì chúng ta có thể làm một số các ví dụ sau. Ví dụ như là chúng ta sẽ sử dụng hiệu ứng 3D để tạo ra một hình cái lọ như này chẳng hạn. Đó, tôi sẽ vẽ một hình đường cong bắt đầu từ miệng này. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một đối tượng giống như cái lọ này tôi đã tạo trước đó chẳng hạn. Chúng ta sẽ sử dụng pen để vẽ đối tượng. Tôi sẽ vẽ độ cong của cái miệng như này.
Sau đấy chúng ta bắt đầu sẽ vẽ phần thân lọ như này chẳng hạn. Chúng ta tận dụng các đường Smart Guide để chúng ta vẽ một nửa đối tượng thôi. Sau đó chúng ta sẽ chọn đối tượng và vào Effect 3D Revolve. Trong bảng Revolve này chúng ta sẽ preview lên nhé. Các bạn sẽ thấy các bạn lật sang phải để chúng ta được hình tròn như này. Đó, sau đấy là chúng ta có thể thay đổi. Chúng ta sẽ tăng cường độ sáng cho đối tượng như này. Đó, để tạo cảm giác cái khối nó tròn hơn và mạnh hơn này. Bề mặt chất liệu wireframe, đó là các bạn sẽ thấy cấu trúc của nó chỉ bao gồm các đường lưới. Chúng ta sẽ để plastic shading, đó là giống như chất liệu nhựa. Các bước blend đây tôi sẽ tăng cường lên để cho nó mượt hơn và mịn hơn. Các bạn có thể thêm bóng vào đây, tôi sẽ thêm một chút bóng phản quang vào phía sau này. Đó, tôi sẽ giảm cái bóng phản quang này đi một chút xíu. Đó. Đây, ví dụ như này, để cho cái khối của chúng ta có cảm giác nó tròn hơn. Chúng ta có thể tăng cái độ highlight ở bên trong này nhé. Highlight này, tăng kích thước highlight này lên một chút hoặc là giảm. Tăng độ sáng của cái bóng này, của cái highlight này lên một chút nữa trong màu này. Ví dụ như này, giảm đi một chút xíu. Ok, như vậy là tôi đã hoàn thành xong một cái lọ 3D chỉ bằng cách đó là sử dụng một đường path bình thường để chúng ta tạo thành một đối tượng 3D như này. Hoặc là chúng ta có thể áp dụng hiệu ứng 3D kết hợp với cái cách tạo pattern cũng như là kết hợp với bảng apron để chúng ta tạo ra cái bố cục, cái khối không gian như thế này. Còn cụ thể cách tạo như thế nào thì chúng ta hãy đón chờ ở clip sau nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.